Tiếp theo em lên mã số 19 á. Mã số 19 là một cây dao trạc thủ công hai lớp thép á. Cây này nặng là 720g, giống cây trước nè. Dáng của nó giống cây trước. Cái lưỡi sử dụng của nó là 14 bản 6.5, và dày là chỗ này là 7.5 ly á. Cây này giống dấu bên búa nè, dấu búa đóng vẫn còn, có cái mỏ móc, logo đây ha. Hình thức còn đẹp không? Mã số 19, 350. Tiếp theo em lên mã số 20 là một cây chó cách cành của ARS. ARS cây này là phiên bản mới, dòng mới ra, Made in Japan nè. Có chữ ARS KR1000. Còn hoạt động tốt á. Cái này còn mới nè. Rồi mã số 20 em bán giá là 450. 450. Lưỡi sử dụng là 18. Dài tổng thể là khoảng 37. Dài tổng thể coi, âm nhầm, dài tổng thể cái đây là 30 rồi. 30, 60. Khoảng 65 á, dài tổng thể là 65. Mã số 20 một cây kéo cắt cành của ARS. 450, mã số 20. Thế em lên mã 21. Mã 21 cũng là một cây kéo cách cành của ARS, giống cây trước. Lưỡi sử dụng là khoảng 18 chữ. Hình thức cây kéo. Cây này thì bên kênh em cũng bán nhiều rồi. Mã 21 400. Tiếp theo mã 22. Mã 22. Mã 22 là một cây búa đinh. Cán gỗ. Búa có logo của Đốc Dương. Đồ đóng á. Cán gỗ. Nặng là 600g, một đầu đóng, một đầu nhổ đinh. Cán còn đẹp. Cây cán này rất là dài. Nó dài khoảng 35 á. Tổng thể nó khoảng 35 38. Nặng 600g. Mã 22 giá 180. Mã 22 giá 180. Tiếp theo lên mã số 23. Một cây búa bi. Một đầu tròn, một đầu bi. Của tốt. Cái búa này đầy cũ á, nên giờ khó kiếm. Đầu còn đẹp ha. Đầu bi. Tốt. Nặng là 600g. Giá là 150 ha. 150 mã 23. Tiếp theo em lên mã số 24 là một cây kìm. Cây kìm này của Killing của Mỹ ha, Killing Tool của Mỹ. Nó gồm có 6 nấc.
có logo đây nè, bên này cũng có logo đó, đó. Hàm còn đẹp á, răng còn đẹp, cùng có 6 nấc á. Rồi độ mở tối đa của độ mở tối đa là khoảng 4.3 cm. Một cái sườn Killing Tool của Mỹ. Cái vỏ nhựa bên ngoài đây ha, nó chỉ bị nứt mấy chỗ thôi. Rồi một cây kìm Mỹ mã 24, giá 350. Chuyển khoản lên bao ship. Mã 25 là một cây kìm của Fujiza Nhật. Cây này là size lớn, có chữ Japan đây ha. Cây này size lớn nè, nó có đầu mình bắt ốc nè, không bị hở sáng à. Một cây kìm điện của Fujiza, răng của nó đây. Cây này là cây size lớn, nó có một cái đầu răng ở dưới đây nữa, chứ một cái chỗ mình kìm bấm, mình bấm cốt á. Dài tổng thể cây kìm này là dài 22.5 cm, size lớn. Rồi giá mã 25 là 250. Tiếp theo em lên mã số 26 là một cây kìm của Mỹ. USA đây ha. Cây này có đầu vuông nè, đầu vuông không hở sáng. Răng còn đẹp ha. Nhìn cái nước này nó vẫn là đẹp nguyên nè. Rồi một cây kìm dài của nó là tổng là 20, dài 20 cm. Một cây kìm Mỹ giá 250, 26-250. Tiếp theo lên mã số 27 là một cây kìm, một cây mỏ lết. Mỏ lết độ mở lớn nhất là khoảng 3.4 xăng. Thì cây này em nó không có đẹp mấy nên là em bán giá là 150. Một cây kìm rất là lớn, một cây mỏ lết dài 25, giá 150. Sorry, mã 27 150. Tiếp theo là lên mã 28. Mã 28 là một cây mỏ lết của Fujiza. Cây này hình thức còn rất là đẹp ha. Nhìn cái nước ra mà nó vẫn còn sáng, nó không có bị bong tróc ha. Cây mỏ lết mỏ nhọn. Độ mở tối đa là khoảng 3.2, 3.3. Răng bên trong vẫn còn đẹp không? Còn sáng, còn đẹp không? Mã số 28, một cây kìm của Fujiza, một cây mỏ lết của Fujiza. 28. Có chữ hai bên luôn. Tiếp theo lên mã số 29 là một cây mỏ lết
của Super. Super nó mở nó khoảng là 3.2 3.2 mã 29. Hàm miệng vẫn còn đẹp không? Của Super. Rồi mã 29 giá 150 một cây mỏ lết á. Một cây mỏ lết dài 20 xăng. Mã số 30. 30 là một cây mỏ lết. Một cây mỏ lết của Lobster. Có hình con tôm này. Cây mỏ lết của Lobster. Ngàm mở tầm 3.4. Dài tổng là 24 đó. Răng cọ của nó thì cái này em để giá 150 mã 30. Mã 30 một cây mỏ lết của Lobster 150 ha. Tiếp theo em lên mã số 31 là một cây mỏ lết nhanh nha. Mình kéo lên kéo xuống nó rất là thao tác rất là nhanh nha. Mỏ lết thao tác nhanh. Cây này của Mỹ ha. Thì nó có một đầu cờ lê vòng này, cờ lê. Em mở hết ra để xem miệng nó. Mở tối đa là khoảng 2.4. Ngàm miệng của nó đây ha. Có đơn vị là inch nè, 20 inch nha. Tổng dài là 20 cm, 8 inch, 20 cm. Có một đầu mở mỏ lết nè và một đầu là cờ lê vòng. Rồi mã số 31 350 nha. Tiếp theo mã số 32 là một cây dũa kim cương, dùng để một cây mài dao, lít dao kim cương, một cây lít kim cương 100 ha. Mã số 32 100 hình thức nó còn mới nè. Một cái lít. Phần sử dụng của nó là khoảng 15.5 cm. Và tổng dài của nó khoảng 27 cm. Có cái đầu móc để mình xài xong mình móc lên đó. Mã 32 một cây lít kim cương mình để mình sử dụng trong gia đình dao á. Khi mà mình chưa có mài được ngay thì mình có thể dùng lít để mình xài sử dụng nhanh được. 32 giá 100 ha. Tiếp theo lên mã số 33 là một cây kéo tỉa nhọn, dùng để mình tỉa lá, tỉa cành gì đó, thép, tỉa cành nhỏ, thép đúc ha. Thép đúc nguyên khối luôn. Cây này rất là bén đó. Một cái kéo tỉa dạng kéo bướm logo ấy. Nhìn rất là chắc chắn này. Mã 25 mã 33 giá 250.
Tiếp theo em lên số mã 34 là một cây quận thước dây. Thì quận này là dài 10 m. Hàng nội địa ha, có logo dấu ship nội địa nè. Dài tổng là 10 m. Hình thức bên dây bên trong thì vẫn còn mới ha. Có hai phần. Bên này thì nó có đơn vị theo 10 cm một. Bên này nó chia ra nhỏ hơn. Thì mình mở cái này ra để mình quấn lại ha. Quay quấn lại. Tổng cái chiều dài của cái thước dây là 10 m. Rồi mình đóng lại ha. Còn mới á. Để bã thì nó bị chảy xước ở bên ngoài thôi. Rồi. Mã 34 190 ha. Tiếp theo lên hai cây rìu. Đầu tiên là mã 35. Hai cây này đều là size lớn hết, rìu chữ hình chữ L size lớn. Cái này về mình dùng để bữa củi hay là mình sưu tầm thì cũng được. Rìu đều là ba lớp thép á. Cái lớp thép của nó là nhìn rất là đẹp á. Chữ rất là đẹp á, mình về mình xài sử dụng làm lại cái cán á. Cái này thì người ta về đây người ta cưa cái cán cho nó gọn lại rồi. Phần lưỡi sử dụng này là 13.5 cm, khoảng gần 14. Chiều cao của cái rìu là khoảng 15-16 cm. 16. Rìu rất là dày ha, dày bản ha. Tại cái này cái cán nó cưa rồi chứ còn cán nhìn thấy rất là tốt. Nhưng mà nó ngắn quá. Rồi cây rìu này nặng tổng là 1,2 kg ha. Nếu mà lưỡi, phần lưỡi này không thì nó khoảng 1 kg. Giá là 600 ha. Chuyển khoản em bao ship ha. Chuyển khoản em bao ship. Thép rất là tốt, đang thép 3 lớp. Nhìn cái nước ra của nó này. Mã số 35-600. Tiếp theo lên mã 36 là một cái rìu giống mã 35 mà nó còn nguyên chiều dài nè. Nó bị tét cái này thì mình về mình đổ keo hoặc là mình thay cán, mình mút cán mới theo ý mình nha. Mã số 36, một cây rìu chữ L dạng size lớn, 3 lớp thép. Chữ đây ha. Cây này to quá. Lưỡi sử dụng là 14.8. Chiều cao là 18 cm và nó nặng là 1,8 kg ha, tổng thể là 1,8 kg. Chữ đây ha. Phần lưỡi nè. Chữ này rất là đẹp không. Cây này về mình mút lại cán nó ngắn hơn. Mình để sưu tầm cũng được. Chiều dài cán tổng của nó. Chiều dài tổng này là 62 cm á. Tổng nguyên cái rìu. Nặng 1,8 kg. Rồi mã số 36 em bán giá 970 ha. 970 một cái rìu về sưu tầm hoặc là mình bổ củ củi gì đó. Nó rất là nặng ha. Chắc phần đầu đó. Rồi. Hôm nay em lên 36 mã, anh chị chốt mã nào thì nhắn tin điện thoại về số điện thoại em để trên tiêu đề ha. Em xin cảm ơn.